cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị hôm nay thì Ấm Áp Miền Tây xin kính mời cô chú anh chị em mình đến tham quan chợ Dàm Cống. Phía trước màn hình mình đây thì có cái logo tên chợ là chợ nông sản của chợ Dàm Cống ha. Chợ Dàm Cống nhưng mà có mấy khu lận cô chú anh chị, ví dụ như là khu này là khu nông sản đó, mình bước vào con đường dẫn đến chợ thì bán nhiều gà sống lắm nè đó, bà con mình mua thì giá cả rồi xong mình lựa chọn rồi mà cân lên rồi thì là muốn làm, thì ở đây thì bà con mình cũng có làm gà, cũng làm sẵn làm cho mình luôn, mình mua xong rồi mình cân xong rồi thì là cũng có làm cho mình luôn theo yêu cầu ha cô chú anh chị ha. Chợ Dàm Cống thì có cái view rất là rộng nha. Gà vịt ngon quá trời luôn. Quá gà vịt làm sẵn ngon lắm nha cô chú anh chị. Có gà chưa làm nữa nha. Gà chưa làm mình mua rồi thì mình yêu cầu, mình nhờ người bán ở đây á, là mấy chị mấy cô sẽ làm luôn cho mình. Khu vực chợ Dàm Cống thì rất là rộng ha. Bà con mình đến chợ thì cũng có cái chỗ gửi xe, hồi nãy Kim gửi xe bên đó rồi. Bây giờ thì mình đi dần dần đến chợ nha. Đó, một dãy này thì Kim thấy bán đồ ăn sáng nè, rồi nước mát nữa. Nước mát như hộp é nè, rau má, rồi sữa đậu xanh, sữa đậu nành. Toàn là nước mát thôi. Rồi bên kia thì Kim thấy cũng có cái này bánh đúc hả chị? Bánh đúc và bánh lọt. Bánh lọt xuân sa. Dạ, bánh lọt xuân sa. Đó, có nước cốt dừa được từng bịch sẵn hết trơn. Bà con mình mua rất là tiện nha. Gian hàng của cô bán đồ nước mát không à. Rồi đây, đó này, kế bên thì cũng có xôi của cô nè. Xôi bánh phồng. Xôi tím, xôi vàng là xôi đậu xanh hả cô? Quá. Wow. Dạng này là cẩm. Dạ, cái thì lá cẩm, cái trời lá cẩm đẹp quá, giống như cái xôi nếp than hả cô ha. Dạ, cái màu cẩm đẹp quá trời luôn à. Dạ, giống xôi nếp than. Cái này xôi lá cẩm. Dạ, đây cô bán xôi, kế bên gian hàng bánh lọt nước mát, rồi kế đó nữa là cũng có bánh da lợn nè. Một dãy đây là Kim thấy bán đồ ăn sáng nhưng cũng bán nhanh lắm cô, bán ngon lắm cả nhà, cô bán chút xíu là hết à. Rồi bên kia đường nè, bên kia đường thì cũng thấy cũng có mấy loại bánh nữa. Có bánh cúng nè, bánh cúng, bánh ít nè, xương sáo rồi nè, ngon quá ha cả nhà ha. Chợ Dàm Cống về cuối năm thì Kim thấy cũng thưa thớt quá. Chắc là bà con mình cũng dồn để về cuối về Tết quá à. Cho nên bây giờ sao Kim thấy cũng vắng này, vắng hơn mọi lần. Mỗi lần Kim đến thì thấy chợ đông vui lắm, còn bây giờ thì chợ cũng hơi vắng. Lý do gì sao thì mình cũng không có được rõ. Còn đây là bánh bánh canh nè. Bánh canh mặn và bánh canh ngọt, bánh canh nước cốt dừa ngọt. Đây, khu bên này là chợ nông sản, cũng thuộc về chợ Dàm Cống nhưng mà khu này thì bán nông sản. Thì bữa nay như vậy thôi. Dạ 20. Chợ hôm nay thấy vắng quá cả nhà ha. Thôi mình đi vô trong nhà lòng chợ nha. Đó, bánh bông lan, bánh bông lan nè, bắp luộc nè, rồi tàu hũ nữa, nước mắm, nhiều đồ ăn sáng ngon quá cả nhà. Ra muống đồng nữa nè chàng ơi, ra muống đồng này, cái đọt nó vượt 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 không, ngon quá trời luôn cả nhà. Đây ra muống đồng ha. Cái rau
muống hột với mình nhìn dễ biết lắm. Cái rau muống hột với bà con mình nhổ lên bán là nó có cái gốc luôn, có cái rễ luôn. Còn rau muống đồng là cắt vậy nè, rau muống đồng này là rau thiên nhiên nè, rau mọc 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 ở dưới sơ với ao với sông được, cho nên nó non mà lại nó an toàn, nó ngon nữa, nó giòn lắm cả nha. Đây em gái cũng bán bắp nữa nè, ngon quá trời. Thôi bây giờ mình đi vô trong chợ chút xíu nha. Chợ Dàm Cống hôm nay mình thấy cũng vắng quá, thấy cũng buồn quá. Về cuối năm mà sao thấy cũng vắng quá trời. Bên đó mình coi là bán cái gì nha. Còn đây thì bước vô thì mình thấy có bán các loại cá đồng và cá sông, rồi cá biển nữa, rồi cũng như là ốc, tôm, cũng đủ thứ loại cho bà con mình dễ mua, dễ lựa chọn. Chợ khá là rộng lớn cô chú anh chị, cũng gọn gàng, sạch sẽ lắm, ngăn nắp lắm. Nhưng mà cũng thấy mình đến cũng đúng thời điểm, nhưng mà thấy cũng vẫn vắng. Không biết sao mà chợ cũng vắng quá cả nhà ha. Về cuối năm rồi, bộn bề những công việc lo toan rồi, cộng thêm bây giờ thì mấy chị em mình ở các khu công nghiệp cũng có nơi đóng cửa, cho nên là cũng có một số bà con cũng thất nghiệp, cho nên là cũng sức mua cũng có thể theo vào đó mà lại chậm bớt đi, theo cái nghĩ là như vậy. Khu vực này là khu vực bán cá, tôm, đồ tươi không nhà cả nhà. Chợ khá là rộng lớn, gọn gàng và thức ăn thì rất là ngon. Thì mình cũng đến ghi hình để giới thiệu về bà con mình chợ Dàm Cống cuối năm. Mình chỉ cũng biết vậy thôi, chứ còn đông hay là vắng thì cũng là do chợ mình sinh hoạt thôi, do bà con mình đến đi mua thôi, chứ Kim cũng không biết như thế nào ha. Trời ơi, ngon quá trời, này cá làm sẵn hết trơn nè cả nhà. Hôm qua thì mình ghi hình chợ kia mình cũng có mua con cá lóc bự về mình nướng rồi, cho nên hôm nay chợ này không có mua gì hết. Hôm qua thì mình mua cá lóc nướng đó, bây giờ thì đây cũng cá bự luôn nè, nhưng mà nhà mới ăn hôm qua rồi. Chị cho lắm chốt, bán cá lạc sản ở miền Tây nè chị, chợ Dòng Cống.
đặc sản miền Tây chợ Dầm Cống ha. Dạ. Wow. Cá ngon, tôm lóng này kia, cá ngon. Bạn con thì vui vẻ và đồ ăn ngon quá trời ha chị ha. Đó thì chị đang cắt cá cơm nè. Cá cơm tươi quá trời luôn nè. Mới lên luôn chị. Mới lên non quá trời, ngon quá trời luôn, tươi hết sức. Bà con mình mua về này kia nè. Dạ, về kho quéo ha chị ha, kho tiêu ăn cá trắng ha. Rồi chị bán cá chả nữa nè. Dạ, cá chẩm là đặc sản miền Tây. Dạ. Ngon quá trời. Cái này là cá thác lát chứ. Cá giảnh hết trơn luôn hả? Hai dạ. Cá giảnh hết trơn luôn. Dạ. Tại vì thấy cái này em thấy rất hành, cái này em nhìn tưởng đâu là cá thác lát. Ngon quá hả? Tươi rói thịt hồng, dạ. Hồng ngon ghê vậy. Đó, chị bán ở trong chợ Dầm Cống nha. Cô chú anh chị em mình có đi chợ Dầm Cống ghé ủng hộ chị nha. Cá chả nha, với lại cá cơm chị đang cắt tươi rói luôn. Mới về, cá tươi cơm mới về tươi quá trời. Em bên chợ mới nè chị. Dạ. Cái chợ này em cũng tới em quay phim mấy lần rồi mà. Dạ hôm nay thì cuối năm em cũng tính là trở lại đây đặng rồi quay chợ cuối năm cho bà con xem, nhưng mà thấy cũng vắng quá chị ha. Vắng chị. Chợ bự mà vắng người. Chợ bự mà vắng. Em thấy chợ Hòa An bệnh kia đóng quê đông quê. Bởi vì em chạy ngang thấy đông lắm. Một cái chợ mà nó làm hai ba cái chợ nó vắng. Dạ. Chợ lớn mà vắng. Bởi vậy. Chắc là cuối năm á chị, cuối năm bà con thất nghiệp ở trên Sài Gòn thất nghiệp quá trời rồi, người ta về quê đó. Dạ. Cho nên là mua sắm người ta cũng tiết kiệm chút á chị. Dạ. Đó cho nên là chợ nó vắng là do vậy, chứ mỗi lần mà như mỗi năm mà công nhân làm về dạ đông lắm ha. Dạ. Thôi kệ, cố gắng là ráng chứ giờ sao giờ chị, chứ giờ nó vắng cái tay nè, mốt mình cũng tờ đồng đất. Đừng nói chúng độc đắc cái nghỉ bán nha. Em chúng được bắt, em cũng vẫn bắt. Vẫn bắt như thường ha. Kệ đi chứ giờ ngõ nhà cũng xài tiền à. Ngõ nhà cũng xài à, tôi kệ bán. À, bán mình có thêm đồng nào cũng đỡ chị ha. Thôi em cảm ơn chị yêu nha, em cảm ơn chị vui vẻ em nha. Thôi chúc chị buôn mai bán đắt nha. Kệ cứ cười đi cho nó đời nó tươi tắn gì thôi, chứ giờ buồn cũng không giải quyết được gì ha. Chúc chị buôn mai vô sự. Rồi em cảm ơn chị. Dạ dạ, em cũng chúc chị như vậy ha. Đó, đi vô chợ gặp bà chị vui vẻ, chị dễ thương quá, cả nhà bà con mình ghé ủng hộ cá chả của chị nha. Đồ rất là ngon luôn, tươi rói luôn à. Đó, chị đang cắt cá cơm nè, cá cơm tươi quá trời luôn. Nhưng mà mình đó thì ở nhà mẹ đi chợ hết trơn rồi, mình cũng không mua vậy đó. Chừng khi nào mình thèm cái gì, mình thích cái gì thì là mình mới mua riêng thôi, chứ còn không thì là mẹ cũng đi sáng ra đi chợ sớm lắm. Mới có 6 giờ ha. Là lo là nói cha chở đi chợ rồi, mẹ ngày nào cũng vậy, chợ sớm vậy lắm, 6 giờ 6 rưỡi đi mất tiêu rồi. Đi ăn đi uống đồ. Vậy đi có mình hả? Em đi có mình hả? Thôi cảm ơn chị nha. Dạ bye bye chị. Dạ bye bye chị. À. Dạ lên YouTube chị ơi. Ngày mai lên ha. Cái này nghe chị. Ấm áp miền Tây. Dạ, ấm áp miền Tây, dạ. Để ấm áp miền Tây trong áo ta, hỏi trong đường ngoài không á. Họ không sao, dạ. Cái này về cái mở tivi con thôi, coi điện thoại cũng được á chị. Dạ, đăng lên thì ở trong nước, ngoài nước thì coi được hết. Giới thiệu về đặc sản miền Tây mình á chị. Đó, cá tôm đồ ngon rồi mình cũng khoe với bà con vậy thôi. Chứ không có gì hết trơn, không có cái gì khác ngoài cái mình quay cái hàng quá ngon nè. Rồi bà con thì vui vẻ dễ thương đó chị thấy không? Đó người miền Tây. Ta chợ đông lắm. Quay á. Cháu từ ngoài Nha Trang nó bắt lên tới chợ gặp ba rồi. Đó chị thì chị bán đồ đồng không cả nhà. Cá lóc, cá rô rồi đây nè, chuyển mần sẵn xẻ sẵn ra trên bà con mình mua về. Rửa chanh muối sạch sẽ cái là mình muối chiên ướp chiên thôi. Ngon quá trời luôn hả. Đó, tuyệt vời vậy không? Đó, thì chợ Dầm Cống mình đi cũng đúng thời điểm, nhưng mà tại vì vắng đó cô chú anh chị. Cũng về cuối năm rồi, bà con mình cũng có một số bà con thất nghiệp, cho nên là đi chợ cũng phải tiết kiệm dè sẻ một chút, cho nên chợ cũng vắng. Thì thôi thì có như thế nào thì cũng ghi hình như thế đó để chia sẻ với bà con mình ha. Để xem thấy chợ Dầm Cống của mình ngày cuối năm. Chứ giờ Kim cũng không biết làm gì khác hơn được nữa. Rồi đến đây thì là gian hàng mắm nè, thơm quá trời luôn. Ba khía rồi các loại mắm. Rồi có dưa mắm nữa. Thơm quá. Đó rồi kế đến nữa thì là những gian hàng bán thịt heo. Thịt heo, thịt bò.
thịt bò. Thịt bò Hạnh Kiều. Đúng rồi, thịt bò Hạnh Kiều bà con ơi. Ngon quá trời, thịt bò rồi bò viên luôn nữa nè. Có bò viên nữa nè. Rồi em gái cũng dễ thương quá trời, xinh đẹp nữa nè, bán hàng ngon mà lại người thì đẹp mà dễ thương nữa. Bà con ghé ủng hộ nha. Ghé ủng hộ nha, ở chợ Dầm Cống nha bà con ơi. Gian hàng thịt bò Hạnh Kiều nè nha. Thịt tươi ngon hàng ngày. Tươi ngon hàng ngày luôn, đủ các loại luôn. Ngon quá, mà mình không có mua. Mình bữa nào ăn thì mới mua, còn bữa nào không ăn thì mình không có mua. Cho nên mình ghi hình thôi, ghi hình chia sẻ cho bà con mình xem thôi. Còn đây thì lòng, gan nè, với lại mỡ. Rồi ở bên kia thì Kim thấy có cái để cái logo chợ Dầm Cống kìa. Bên đó chợ Dầm Cống, một khu bên đây thì bán thực phẩm. Thôi mình cũng đi qua để mình ghi hình cho bà con xem. Thì trứng nè, có các loại luôn. Chèm ơi, ngon quá. Trứng vịt, trứng cút. Rồi cái đến là gian hàng gạo nè. Trời ơi, gọn đẹp quá cả nhà đó. Cứ đóng bao và cũng có niêm yết giá này cho bà con mình dễ mua, dễ lựa chọn thứ gạo mình thích nha. Đó, gọn đẹp ha cả nhà ha. Cũng giống như mình quay cái phim chợ Ô Môn Cần Thơ cũng vậy đó, cũng như vậy nè. Rồi có gian hàng thì mua cái thùng á chị, mua cái thùng để vô cái mình đậy là cái gọi không có sợ bắt tí. Chị ơi, mình bán chợ này lâu chưa chị? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi, đúng lắm, mới có 17 tuổi là bà chợ năm ba. Wow, gắn bó với chợ mấy chục năm. Cùng mình cũng bán cái mặt hàng gạo không hả chị ha? Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ em thấy chợ xây mới lại rồi, cũng thích nè. Khỏi sợ mưa nắng á chị ha. Mà lại rất đẹp, cái là chợ mình xây cao. Cao hơn những chợ khác. Cao ráo thoáng mát ha. Trời ơi, cũng... quay này có lên truyền hình không chị? Dạ có đó chị. Dạ em có kênh mà, em có kênh YouTube của em mà. Dạ, kênh của em là Ấm Áp Miền Tây đó. Ấm Áp Miền Tây. Mình coi điện thoại cũng được, coi TV, về nhà coi TV cũng được. Dạ. Để Ấm Áp Miền Tây á. Chị đọc lên là kênh Ấm Áp Miền Tây rồi cái chợ Dầm Cống nè. Ngày mai, chắc ngày mai em cho chiếu lên TV ha. Dạ. Chị coi bên cái kênh em mặc áo trắng nè, để là Ấm Áp Miền Tây TV nữa thì là mới ra cái chợ này nha. Dạ. Ấm Áp Miền Tây không thì là Ấm Áp Miền Tây TV, đúng rồi. Chứ còn chị nói Ấm Áp Miền Tây không thì ra cái kênh em quay du lịch không à. Cái kênh áo đen là quay du lịch, còn kênh áo trắng này là em quay em đăng chợ với lại nhiều khi em cũng cúng đình chùa em quay sen vô. Vừa rồi em cũng quay làng hoa Sa Đéc cũng đẹp lắm. Dạ. Thôi em cảm ơn mấy chị nha, chúc mấy chị thật nhiều sức khỏe, buôn may bán đắt ha. Dạ. Thôi em đi nữa nha. Đó, gian hàng gạo nè. Đó, bà con mình nhìn thấy ha, chợ rộng lớn mà thoáng mát lắm nha. Rồi những gian hàng cũng vậy, nó trưng bày cũng rất là gọn gàng, xinh đẹp ha. Tất cả cũng đều có niêm yết giá hết trơn luôn, cho bà con mình tiện lựa cái loại gạo mình thích nè. Rồi cũng như là giá cả luôn. Đó, rất là tiện. Những cái chợ mà chợ lớn như vậy là như vậy đó, phải là như thế đó đó cả nhà. Đó, và đây là gian hàng tạp hóa thôi, các loại luôn, mình cũng không biết nhiều để mình ghi để mình giới thiệu đâu, thì mình chỉ nói chung là tạp hóa cho bà con mình ghé mua thôi. Mình muốn cần mua gì thì mình nói thì chị chủ sẽ lấy cho mình đủ hết trơn luôn ha. Mình thấy rất nhiều nè, về cuối năm thì hàng quá phong phú đẹp nè, mà nhiều nữa mà ngon nữa ha. Hôm nay thì cũng Ấm Áp Miền Tây cũng đưa bà con mình trở về chợ Dầm Cống để mình tham quan mua sắm về cuối năm.
Đó thì như từ nãy giờ mình cũng đi tham quan hết trong nhà lồng rồi nè. Đến khu vực bán thực phẩm thì cá tôm rất là ngon ha. Thịt heo, thịt bò cũng vậy, nó ngon tuyệt vời luôn. Đồ tươi không hết cả nhà ha, đồ tươi rất là ngon. Rồi cũng như là nhiều gian hàng gạo cũng có niêm yết giá hết cho bà con mình dễ lựa chọn, dễ mua theo cái loại gạo mình ưa thích. Rồi những gian hàng tạp hóa cũng bán đủ các loại bánh mứt, trà, rượu, bia rồi ha, để cho bà con mình cũng mua về để đón Tết năm mới cho gia đình nhà mình năm 2024 ha. Rồi đến đây thì rau củ nè. Đó, chợ này rộng lắm nha cô chú anh chị. Chợ rộng mà thức ăn thì rất là tươi ngon luôn nha. Đó, gọn gàng quá cả nhà ha. Đó, như vậy đó, không có sợ mưa nắng gì hết trơn á. Chợ Vàm Cống đạt chuẩn chợ văn minh. Chợ vắng quá cả nhà ơi. Tôi nghĩ bà con mình quá về cuối năm mà chợ vắng quê à. Hồi nãy mình ở bên chợ thực phẩm thì mình thấy còn có người mua, còn bên chợ này thì bà con mình nhìn thấy nè, còn vắng hơn nữa. Cái này có lẽ khi bà con mình cần đến thì là mới vào mua, còn như không cần đến thì cũng dọn ra cũng để chờ khách vậy thôi. Cũng vắng quá cô chú anh chị ha. Đây là phía trong nhà lồng mà bán quần áo may sẵn cũng như là dép giày. Chợ vắng quá hả cô? Cô ơi, chợ hôm nay kỳ lắm. Dạ. Mà giờ hãy mình đăng ký bán rồi không bán thì đâu có được hả cô ha? Cô ơi, sáng dọn ra tối ngày đi bán không được. Trời ơi, buồn quá à. Sao con thấy vắng quá, bên thực phẩm cũng vậy, nó cũng vắng lắm. Rồi coi như là bà con mình cần mua thì là mới đến thôi, chứ còn chợ vắng quá. Hồi đó con lại đây con quay một lần rồi, lúc đó là chợ đông lắm nha. Còn con tưởng đâu nay cuối năm mà cũng chợ cũng đông vui, mình để quay cho bà con mình xem á, mà thấy vắng quá à. Trời ơi, thấy thương. Nghề mình phải theo. Dạ, mình bán chợ này lâu chưa cô? Bán lâu rồi cô, hồi dạ. Vô tới giờ mấy dạ. Năm rồi. Dạ, mà cô ví dụ mình bán mà nó ế quá, nó vắng quá vậy thì có giảm tiền ấy cho mình gì không cô? Có giảm tiền thuế hay là tiền mặt bằng gì đó cô? Có giảm cho mình không? Thì không có giảm. Vậy thì sao mà gồng nổi hả cô ha? Trời, thấy thương quá à. Gì mà không thấy bóng người vậy nè. Ở bên kia con còn có thấy người nhưng mà cũng ít lắm. Bà con cũng đi mua sắm ít. Mà người ta đi mua rau cải còn có người. Còn cô đi thử trên này có vắng không? Dạ. Bởi vì là người ta nghĩ thôi kể gần Tết mới mua, hoặc là khi nào mà mang hư. Đó, cần tới thì mới mua. Mà bây giờ cô thấy đó,
người ta bán cái hàng chạy chợ đó, đổ xô nhiều quá trời, cúng lễ nào cũng vậy, cúng lễ, cúng đình, cúng chùa nào đâu cũng vậy, họ đem về họ bán quá trời, rồi cái là họ mua đó luôn, rồi đi đi về họ cúng lễ, rồi tiện đó họ du lịch rồi mua luôn rồi đó. Cái người ngồi sạp này dạ chịu thua luôn, trời ơi thấy thương quá trời luôn, vắng không có người vậy trơn, rồi cứ sáng dọn ra chiều dọn vô vậy hả cô? Dạ. Trời ơi. Chứ phải ráng chứ giờ sao em, tại mình không có ruộng rẫy mình phải làm chứ. Dạ bởi vậy mà còn nói ruộng rẫy giờ cũng mấy nữa, giá cả cũng bấp bênh lắm. Hồi cái lúc mà hút hàng á thì nó có giá thì lại bán hết rồi, còn hồi lúc mà đông ken thì là hạ giá cũng hạ, của bà con cũng than dữ lắm, cũng phân bón rồi cũng chăm sóc rồi phun phun thuốc sâu, phun sâu đồ này kia nọ rồi cũng chăm sóc rồi cũng công cán dữ lắm mà. Dạ đều hết trơn. Trời ơi, con đi quay chợ không, cái kênh của con cũng quay chợ không mà con thấy nhiều cái chợ thiệt á, nhưng mà cũng cũng tùy cô ơi. À, như chợ nhỏ nhỏ hồi nãy ở bên Hòa An đông quá trời đông luôn vậy, nãy con chạy ngang đông lắm. Tại vì ở đó trong vườn ta đổ xô ra. Dạ, với lại chợ đây, khu vực nhỏ nhỏ. Đúng rồi, mà ở bên đây nè, trước kia thì bán cũng được. Bên kia chưa có chợ. Dạ. Bên đó ta qua. Dạ. Bên đó mọc chợ nhiều rồi. Chia hết trơn, chia bà con hết trơn. Ở đây cô biết vòng vòng đây thì có nhiêu đây hả? Còn dạ. Như bến phà nó vô đây là rồi đó. Dạ hết rồi, kiểu như dân cư cũng ít ha cô ha. Dạ. Dân cư cũng ít mà chợ lớn quá rồi, nhiều gian hàng rồi cái cũng. Hồi trước thì nhờ bên kia chưa có chợ. Dạ. Bởi vậy thôi giờ hoàn cảnh chung biết sao giờ cô ha, thôi kệ cũng cố gắng chịu đựng chứ giờ sao giờ. Bây giờ hỏi cô nè, bây giờ mình về nhà làm gì đây? Dạ. Tiện đâu ăn. Dạ. Dù ở đây bán được không được mình cũng còn bán chút đỉnh để sống qua ngày. Dạ, đó vậy đó. Chứ giờ như nói mà không bán cái là mình cũng phải chi phí nè, rồi này kia nọ sinh hoạt hàng ngày của mình ở nhà đó cũng mấy lắm. Dạ. Giờ con cũng không biết nói sao nữa, đi ghê hình thấy thương quá, thấy bà con cũng vắng que vậy nè. Thấy thương quá trời luôn. Thôi kệ cố gắng thôi cô ha. Con cũng thông cảm, con cũng hiểu cái nỗi buồn này mà. Buôn bán mà không có khách thì buồn lắm. Thà có người đến hỏi đi, hỏi mua rồi mua được không được thì cũng thấy có người nó cũng vui nữa phải không cô? Từ hồi con thấy hình như từ hồi dịch bệnh tới giờ đó rồi đâm ra là nó, nhưng mà nó còn đỡ, nhưng mà năm nay là tệ nhất. Năm nay tệ nhất hả cô? Đúng hả? Rồi. Dạ. Cô bán mấy chục năm chứ năm nay là chưa biết. Con như hồi nào đây nè, ngày hôm qua con quay chợ xã, chợ nhỏ thôi, thì cũng thấy mấy chị em công nhân ở trên thành phố á, mấy thành phố lớn á, người ta thất nghiệp người ta về, ai nấy buồn hiu à, cũng đi chợ quê, chợ xã mình nhỏ nhỏ đó cô. Rồi cũng nói trời ơi, giờ thất nghiệp quá trời, chị ơi thất nghiệp dữ lắm. Cho nên vậy làm sao mua bán được? Đó rồi, người ta mua tao cũng phải tiết kiệm á cô, phải cũng phải tính toán, cần thiết lắm mới mua vậy đó. Ăn uống là cần nhất thôi. Dạ. Còn mấy cái này ví dụ có rồi có, không có thôi. Ăn uống cần mà thí dụ như người ta cũng không dám cao sang nữa đó cô. Thì đúng nó rồi, cũng, nhưng mà điều cũng giảm nữa. Còn mua đồ chút đỉnh. Dạ dạ. Còn như đồ này mới quan trọng. Dạ. Thì bởi vậy con mới nói. Thí dụ như các em nó đi học, mình cần đi đám tiệc gì đó thì nó bất đắc dĩ quá người ta mới mua ha cô ha. Nó như vậy. Với lại không phải người ta mang một ngày một lát mà nó hư. Nó vậy đó. Mà giờ nhiều gian hàng rồi cộng thêm mấy cái người ta bán đổ xô nhiều đó. Dạ. Người ta bán la nhiều đó cô. Dạ đó đó, hàng la, hàng chạy chợ nhiều đó. Dạ. Nhưng mà không bền đâu cô ơi. Nó bung, nó dễ chóc keo quá à. Con có mua rồi. Bởi vậy đi kiếm đổi không được đâu. Ngồi cố định vậy mà mình mua có gì. Mình ra mình nói cái số này con mang không vừa hay là không gì, đổi lại hay gì nữa hay còn dễ. Còn chợ la mua rồi xong là coi như là mất tiêu luôn. Nhưng mà vậy mà ta vẫn bán được. Bởi vậy thì đó. Thôi con cảm ơn cô cuộc trò chuyện này nha. Thôi cô chúc cô nhiều sức khỏe hả cô ha. Rồi cũng cầu mong cho mình được buôn bán được thuận lợi chút hả cô ha. Dạ cảm ơn cô. Đó cả nhà mình nhìn thấy nè, thôi chợ cũng vắng không có người, thôi buồn quá, thôi mình cũng không đi sâu vào nữa đâu cô chú anh chị. Thấy thương bà con mình quá à. Đó có những gian hàng cũng đóng cửa nè, rồi có những gian hàng dọn ra thì cũng vắng quá trời luôn, thấy người bán không mà không thấy người mua. Thấy thương quá, thôi thì cũng buồn quá, thôi mình cũng không có ghi hình hết trong nhà lòng này đâu, thôi mình trở ra nha cả nhà. Cũng đồng cảm với bà con nhưng mình cũng không biết chia sẻ như thế nào nữa, cũng chỉ biết có cái lời động viên vậy thôi. Thôi mời bà con mình lại tiếp tục đi một vòng quanh chợ Dầm Cống này nữa nha. Thôi trở ra cả nhà ơi, chợ cũng vắng quá à. Mình ghi hình thì cũng không có ai thì cũng buồn quá. Phải chi có người đến mua,
mua rồi hỏi hàng quá gì đó rồi lựa chọn thì cũng thấy vui, dù bán được không được cũng vui, đằng này cũng không có người luôn nữa, rất là buồn. Mà hàng hóa thì rất là đẹp nha cô chú anh chị, hàng hóa rất là đẹp luôn, mẫu mã thì cũng model mới không à, cũng hấp dẫn lắm. Nhưng mà bởi vì bà con mình cũng như là đi du lịch đó, rồi đi cúng lễ ở nơi này nơi kia, rồi những cái chợ tự phát nhỏ nhỏ, rồi bà con mình cũng bán với giá rất là rẻ, cho nên bà con mình sẵn đi đi cúng lễ rồi sẵn tiện thể đi du lịch đó, rồi cũng mua sắm luôn rồi, cho nên là cũng không có bán được bao nhiêu. Đó là như vậy, rất là buồn ha cô chú anh chị ha. Thôi thì hôm nay mình đến đây chợ Dầm Cống vào dịp cuối năm, mình ghi hình chia sẻ cho bà con xem, thấy chợ vắng thì cũng biết ngậm ngùi chứ cũng không biết nói sao. Chợ vắng quá cũng thương bà con mình, bán thì cũng phải chi phí chỗ ngồi chỗ sạp này kia mà không có thu nhập gì hết. Như hồi nãy cô chia sẻ đó, cô nói thì dọn ra rồi cũng dọn vô thôi chứ cũng không bán được cái gì, cho nên là thấy thương quá rồi thì mình cũng không biết nói làm sao. Thôi thì mình cũng đi trở ra nha cả nhà, chứ cũng chợ vắng quá rồi mình cũng ghi hình cũng không có vui vẻ gì nữa. Tuy nói là chợ vắng nhưng mà cũng biết nói sao giờ, thì bà con mình mạnh ai nấy bán thì cũng không biết sao đó. Đó như cả nhà mình nhìn thấy nè, trong nhà lồng hàng hóa cũng đẹp mà có nơi để mình lựa chọn, có nơi để mình đổi, hoặc có mình có thắc mắc gì đó hay không giữ ý gì đó mình mang ra đổi như thế nào đó thì không mua, lại mua những cái chợ ở phía ngoài như vậy nè, đó cả nhà mình nhìn thấy đó. Bởi vì ở đây là những gian hàng này là bán chạy chợ, bán xong rồi là đi mất tiêu, đi chợ khác bán đó, cho nên là mình mua giữ ý không giữ ý gì thì cũng cũng không có đổi được đâu ha cô chú anh chị. 3 bộ 100, áo khoác 35.000 cái, 3 cái 100, đồ bộ AT Mỹ 80.000 bộ, 2 bộ 100 nữ, đồ bộ thun sơ qua mango 100.000 một bộ, đồng giá. Đẹp quá, nhiều kiểu đẹp quá. Mình tính kiếm thứ mà không thấy không thấy, thôi mình đi nữa cả nhà. Mình tính kiếm một món mà không thấy. Gà ngon quá trời, chợ bán quá chừng luôn. Giống như qua mình đi cái chợ nhỏ chị không thấy có, chỉ có 2 con gà duy nhất thôi. Trời luôn à, đi qua bên chợ quần áo bển con nói không thấy một người luôn, đứng lâu vậy mà không có một người luôn. Rồi cái cô bán hàng cũng tâm sự, cô nói ế quá trời.
cô ơi, công nhân ở trên thành phố lớn á, người ta thất nghiệp, người ta về ngày hôm qua con quay chợ nhỏ con gặp nè, mấy chị nói hả, thất nghiệp quá trời, tưởng đâu gán tới qua Tết là có tiền ăn Tết ha, mà ai ngờ đâu thất nghiệp trước ta, thôi trước Tết một tháng vậy rồi. Dạ. Dạ, giáp hết trơn, dạ. Khỏi thấy cũng rầu. Thì được, mình đã đến đây rồi thì chợ chợ Đắc hay ế gì mình cũng ghi hình cho bà con xem. Thấy cái cảnh chợ Dầm Cống mình cũng điều hiu, cũng buồn quá trời luôn cả nhà. Đó, bà con mình nhìn thấy nè, hàng quá rất là đẹp chứ không phải không có hàng đâu, hàng rất là đẹp, rất nhiều mà cũng vẫn vắng như thường. Ở nhà mình nhìn thấy nè, vắng que luôn à. Thôi mình đi hết cái con đường này, mình vòng lại lấy xe rồi về cả nhà ơi. Chợ cuối năm mà buồn quá, vắng quá trời luôn vậy đó. Hàng quá rất là đẹp nha, đẹp mà nhiều nè, đó bà con mình nhìn thấy ha. Hàng quá đẹp mà nhiều mà lại không hiểu tại sao mà lại vắng quá. Trời ơi, trái cây nè, mận nè, quá trời. Mọi người tới đây thì mình vòng ra nha cô chú anh chị. Chợ cũng vắng quá trời luôn à. Thôi thì đến đây thôi, mình cũng đi vòng ra đi rồi mình cũng dừng máy cả nhà ơi. Hàng quá thì nói đúng ra về cuối năm hàng quá rất là nhiều và rất đẹp nha. Đó, nhưng mà không hiểu vì lý do sao mà chợ vắng quá trời. Trời ơi, bông cúc đẹp quá. Đẹp quá trời luôn. Đẹp là mắt hay mắt bà con mình cũng mua, tại vì tuy là nó mắc nhưng mà chưng được lâu. Đúng rồi. Dạ, nó đẹp á. Nó mới đám cưới. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Đó, anh bán ở chợ Dầm Cống nè cô chú anh chị, bán bông đẹp quá, hoa ly đẹp quá trời luôn. Nó đẹp tuyệt vời ha. Thôi đến đây thôi, Kim cũng xin tạm dừng video của mình nha cả nhà ơi. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến, đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình vào những video sau. Xin chúc tất cả bà con mình ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Đặc biệt bà con mình bán được nhiều hàng quá lên một chút nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.